Phấn khích trước loạt biểu cảm cực yêu của Mỹ Tâm trên ghế nóng. Bên cạnh đó, chị đẹp cũng mang đến cho chương trình những màn nhận xét hóm hỉnh hài hước mà duyên dáng. Sau 3 ngày lên sóng, tập đầu tiên của chương trình phiên bản hoàn hảo đã cán mốc hơn 2 triệu lượt view và nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Bên cạnh đó, loạt biểu cảm siêu đáng yêu của ca sĩ Mỹ Tâm cũng khiến các fan hâm mộ đứng ngồi không yên. Ở tập mở màn, hai giám khảo chính của chương trình là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, ca sĩ Mỹ Tâm cùng vị giám khảo khách mời đặc biệt là ca sĩ Tóc Tiên đã tạo được dấu ấn riêng khi ngồi ghế nóng. Nếu như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bị nhận xét là quá lầy khi hết lần này đến lần khác dự đoán thể loại nhạc EDM sôi động, Tóc Tiên quyết lì ăn nhiều với dòng nhạc bolero thì Mỹ Tâm luôn sáng tạo với nhiều thể loại nhạc từ dân ca R&B đến rock hip hop. Đặc biệt, họa mi tóc nâu còn khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên với những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu trên ghế nóng. Bên cạnh đó, chị đẹp cũng mang đến cho chương trình những màn nhận xét hóm hỉnh hài hước và duyên dáng. Cùng ngắm nhìn những khoảnh khắc không thể không yêu của ca sĩ Mỹ Tâm trên ghế nóng. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!